đầu với mẫu đầu tiên. Mẫu này là mã số là 933 nghe này. Của hãng Hitachi. Điện áp 100V, 740A, 720W, 12.000 vòng trên phút. Sử dụng đá một tấc. Con này tem mát đầy đủ, ngoại hình còn rất là mới nghe này. Em hãy xem trực tiếp trên video ha. Là mới nha, với sơn zin còn luôn. Đầu nhơ. Ha, chốt gài, ok. Dây nguồn dài khoảng 3m, công tắc phía đuôi nghe này. Tới chức năng em xem. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không nhạc khi lửa điện nha nè. Còn rất ok, con này còn rất là mới luôn, ngoại hình rất là ok luôn nha nè. Đây có thể xem tem mát đầy đủ Hitachi, chính hãng sản xuất lắp ráp dùng tay Nhật Bản nha nè. Mã số 993, giá là 350.000 đồng nha nè. 350.000 đồng. Tiếp theo là mẫu 934. 934 con này của hãng Makita nha nè. Em xem ngoại hình đó. Logo Makita khắc trực tiếp vào trong thân máy nha. Con này dán rất là suông, anh em cầm một cái thoải mái nha. Điện áp 100V, 7.6A, 720W, 11.000 vòng trên phút anh em, sử dụng đá một tấc. Ok chưa? Công tắc phía dưới đuôi. Dây nguồn dài khoảng 3m, test chức năng anh em xem. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, dòng tua cao máy mạnh, cầm rất là êm ái ha. Mã 934, chính hãng Makita nha anh em, giá là 350.000 đồng. Dây nguồn dài khoảng 3m, dây zin của Makita luôn, anh em có thể xem. Tiếp theo, mã số 959. Con này là cái dáng huyền thoại nha anh em. Được rất là nhiều anh em mình yêu thích mẫu này ha. Tên của nó là 9533B. Tem đen, điện áp 100V, sử dụng đá một tấc, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút, mắt in da băng nha nè. Sử dụng đá một tấc nha, mắt in da băng luôn. Test chức năng anh em xem. Máy móc cực kỳ êm ái luôn nha anh em. 959. 959 giá vẫn 350.000 đồng nha anh em. Con này là tem in da băng dành cho anh em thích có tem đầy đủ ha. 960. Mã này thì là máy mài có thắng nha anh em. Tem mát đây. 9533BLA, sử dụng đá một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút, mát in da băng, có thắng từ. Tất chức năng anh em xem. Buông ra là thắng là liền anh em, công tắc có thắng tự rất là an toàn cho anh em chú bác lớn tuổi sử dụng ha. Mã 960, con này là 400.000 đồng anh em. 960, 400. Tiếp một mẫu thắng từ nữa. 935. 9533BLA, sử dụng đá một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 vòng trên phút có thắng từ anh em. Dây nguồn dài khoảng 3m, test chức năng anh em xem. Buông ra là thắng liền anh em. Chín ba năm giá 400.000 đồng. 936, con này thì cái dáng nó khác hoàn toàn với những con hồi nãy anh em. Con đầu nó cái đầu nó là đồng nghiêng, hàng rất là độc anh em. Con những con máy bình thường cái đầu nó sẽ xuống đây nè, con này nó nghiêng trực tiếp lên luôn. Mình sẽ
lấy mẫu máy mài thông dụng hồi nãy mình so sánh cho anh em xem. Đây là máy mài mẫu bình thường ha, còn đây là mẫu máy cái mẫu nó nghiêng, anh em thấy sự khác biệt nha. Rồi thì cái mẫu nghiêng này nó có tác dụng gì? Nó sẽ giúp cho anh em, thứ nhất là cái đường cắt của mình nó được rộng hơn. Bình thường nếu anh em cái dáng nó đứng thì anh em phải cắt như vậy ha, sẽ hẹp. Còn nếu nó cong như vậy thì anh em sẽ nghiêng qua lại được, cái góc cắt của anh em nó sẽ rộng hơn. Anh em là trong nghề mình nói cái là ok liền ha, góc cắt rộng hơn, góc mài thoải mái hơn, vừa cắt vừa mài luôn anh em, rất là ok luôn, rất là tiện luôn ha. Con này thì của Makita sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản, mã của nó 936. Tem mác như thế nào? Tem mác đầy đủ 9533BH. Sử dụng đá một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút của Makita sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản. Dây zin theo máy là Makita luôn. Test chức năng anh em xem. Cực kỳ ok luôn anh em, góc cắt rất tốt, góc mài cực kỳ tốt, da máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không nhạc tiêu điện. Mã 936 này giá 450.000 đồng anh em, một máy duy nhất 450.000 đồng, chỉ có một máy duy nhất 936 góc nghiêng 937 máy mài bó chức năng, công tắc trượt bên hông, tên của nó là G WS6-100, điện áp 100V 670W, 11.000 vòng trên phút, sử dụng đá một tấc của Bosch trong bát trượt Đức nhập Nhật nha anh em. Anh coi anh em xem ha. Rồi test chức năng anh em xem, công tắc trượt bên hông. Máy móc hoạt động với máy nhẹ nhàng, không bị nhạc chưa điện, máy chức năng dành cho em sử dụng, thích dòng Bosch 937 giá 350.000 đồng anh em, công tắc trượt bên hông nha. 938 con mẫu này thì đẹp hơn, tem mác đầy đủ. Bosch GWS6-100, điện áp 100V, 670W, 11.000 vòng trên phút nha anh em. Tem mác hai bên đầy đủ, 7A ha, 670W, 7A. Sử dụng nhau một tấc. Dây nguồn dài khoảng 3m, công tắc bên hông. Tem mác hai bên đầy đủ, con này mới hơn con nãy anh em. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, chính hãng Đức, Bosch nhập Nhật 100%, tiền áp 100V nha anh em. Tem mác hai bên đầy đủ, ngoại hình ok, máy móc hoạt động chân chu nhẹ nhàng êm ái. 938 giá 400.000 đồng, tem mác hai bên nha anh em. 940 vẫn là Bosch nhưng đời cao cấp hơn, sản xuất năm 2022 nha anh em. Mã số 940 anh em xem ngoại hình ở đây ha. GWS750 gạch 100, tem mác đầy đủ hai bên nha anh em, con này là dòng đời cao ha. Điện áp 100V 11.000 vòng trên 1 phút, 750W, 7.5A, ok chưa, tem mác đầy đủ ha, bên hàng chính hãng của Đức nhập Nhật 100%. Em xem màn hình đó còn rất là mới nha anh em, nước sơn zin còn luôn. Ok để chức năng em xem, công tắc trượt tốt, khởi động mềm luôn anh em. Có khởi động mềm luôn cho anh em sử dụng nhẹ nhàng êm ái. Mã 940 giá 500.000 đồng.
anh em coi những cái mẫu cũng là boss nhưng mà nó khác nhau anh em. Con này khác 39 38 ha. Đó, 38 37 đó, rồi 9 40 giá 500. Và mẫu máy mài. Tiếp theo. Mã này không có mã số. Tại vì mình quên dán. Nó chơi anh em thôi, tại vì mẫu này nó có một mẫu duy nhất à. Máy mài có điều tốc. Chỉ có một cây duy nhất nha. Hồi nãy anh nào gọi điện như mình nhờ mình tìm đó thì mình tìm được rồi nè. Đó, anh nhanh tay chốt mã này cho mình nha. Con này không mã số, anh em chỉ cần nhắn cho mình máy mài có điều tốc là ngay con này, chỉ có một máy duy nhất. Rồi ok. Để mà chia sẻ thông số ngoài hành lên anh em. Màu đen còn rất là mới ha, nước sơn ghim còn. Nước sơn ghim anh em. Con này quay Osman, sử dụng điện áp 100V 500W, điều tốc từ 5.500 đến 11.000 vòng trên phút. Sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản nha anh em. Hệ thống điều tốc là 6 cấp ha. 5 4 3 2 1 6 cấp. Tại sao 6 cấp? Một trước khi mà tới 5 là nó còn thêm một mức nữa là mức mát. Thì có nghĩa là mức thứ 6 này. Ok. Tiếp theo cho anh em xem. Mức thấp nhất nè. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, mát. Thoải mái thì chỉnh tốc độ động cơ. Ok. Máy mài điều tốc, không có mã số, giá 600 ngàn đồng. Khoan gốc dán máy mài Makita 928 của Makita nha anh em. Đầu 10 ly, điện áp 100V, 300W, 320A, từ 0 đến 1400 vòng trên phút. Công tắc bóp. Có điều tốc luôn anh em, bóp nhẹ nè, chậm nè. Mạnh từ từ nó nhanh nha anh em. Khoan gốc dán máy mài 928 giá 350 ngàn đồng. Còn nếu như mẫu boss chưa phải là mẫu yêu thích của anh em mà là mẫu Makita thì đây mình cũng có một con Makita cưa lọng luôn anh. Cho nên em có thể lọng tất cả các vật liệu mà anh em yêu cần ha. Cưa lọng dòng cong xéo ngang dọc đó. Makita 925. Anh em có xem con này có đỡ lưỡi đầy đủ nha. Con boss vẫn có đỡ lưỡi ha. Tem mát đầy đủ. Tên của nó là M434, điện áp 100V, 4.2A, 400W, 3.100 vòng trên phút của Makita sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản. Tem mát đầy đủ. Test chức năng anh em xem, điện áp 100V nha anh em. Em lưu ý nữa mình. Có đỡ lưỡi rồi, đầy đủ nha anh em. Có nắp bảo vệ luôn ha. Anh em phải kéo nó bộ dài xuống đó. Khi đang lọng thì mặt cưa nó sẽ không văng lung tung, ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như sợ văng vào mắt của mình nghe anh em. Đây. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng ha. Thoải mái cho anh em lọng tất cả vật liệu mà anh em cần thiết. 925 giá thì có 400 ngàn đồng thôi anh em. 927. Cái máy này thì hoàn toàn không có giống như những con trước rồi. Đây là máy đánh giấy nhám hoặc là máy đánh bóng. Nó là cái máy đánh thôi. Anh em muốn đánh cái gì thì em đánh. Đó ha. Phần dưới đây có là đế giấy nhám dán, anh em dán vào, anh em sẽ đánh nó. Con này của hãng Ryobi nha anh em. Điện áp 100V, 550W, từ 1200 đến 2200 vòng trên phút. Của Ryobi sản xuất lắp ráp tại Nhật. 6A, 550W, điện áp 100V. Hai tốc độ, lô và hai, nhanh và chậm. Anh em có thể thoải mái chỉnh tốc độ đăng cơ ở đây. Có tay cầm gin theo máy luôn. Dây nguồn gin khoảng 5m. Của Ribin anh em. Test chức năng anh em xem. Anh em nào thuận tay trái
cầm tay trái thì anh em gắn cái này tay phải, còn anh em nào thuận tay phải. Thuận tay phải thì sao? Thì gắn cái này qua bên tay trái, cầm như vậy đó. Ok chưa? Cái đầu này tháo ra được, anh em có thể tháo ra thành tháo cái đầu này ra, gắn cái đầu đánh bóng vào. Ok. Còn cái mẫu gin của nó là tính với nhám 125. Số gin em 150. Thì mình để nguyên đây. Anh em mua về nhám 150 em dán vô cái kịch là mài thôi. Song song với đó thì anh em thử xem. Con này cái cổ góp với chà bá còn cực kỳ mới luôn nha. Đây. Cổ góp rất lớn, dây đồng sáng sạch sẽ. Ok, dây nguồn dài 5m. Anh em mẫu mua mẫu này về sử dụng tại gia đình cũng được, sử dụng trong xưởng cũng được, sưu tầm cũng ok. Con này còn rất mới, tem mắt đầy đủ, rất đẹp luôn anh em. Mã 927, chỉ một máy duy nhất, giá 500.000 đồng. Tiếp tục 958, cưa kiếm Blade and Edgar. Con này anh em hãy cưa ngang, cưa dọc, cưa tới gì rất là thoải mái, tại vì nó rất là dễ dàng cho anh em sử dụng. Điện áp 100V, sử dụng lưỡi 1 tấc, từ 0 đến 5.500 vòng trên phút, 400W của hãng Blacker, sản xuất lắp ráp tại Mỹ, nhập qua Nhật nha anh em. Giá 100V ha. Đây, hướng dẫn sử dụng nè, cưa ngang nè, cưa dọc nè. Đó, em thích cưa sao anh em cưa. Test chức năng anh em xem. Anh em bấm chậm mới vậy á. Bấm mạnh nha anh. Ok chưa? Rồi, thao tác dễ dàng sử dụng. Tháo lắp lưỡi. Em tháo ra, em nhấn vô đây. Gạt xuống. Tháo ra. À, anh em muốn gắn vô. Ở đây nó có lỗ, anh em gài cái đường này nè. Nó có cái lỗ trang nha, anh gài vô. Gạt lên. Rồi xong. Không bao giờ xúc nha anh em. Tháo lắp là auto lock luôn á, rất là nhanh ha. Rồi, khi anh em mua máy mình tặng cái lưỡi cho anh em luôn. 958, giá 400.000 đồng. Chín 920, con này con là con máy bắn bu lông chuyên dụng của hãng Hitachi, đầu 3/4. Con này thì có búa cấp trực đầy đủ, chuyên bắn bu lông anh em, tảo chịu nhanh tại cò. Dây nguồn dài khoảng 5m. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2.100 vòng trên phút của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp từ Nhật Bản. Test chức năng anh em xem. Chuyên dụng bắn bu lông anh em, con này đầu 3/4 nha. Đó, 920. Thì cái mẫu nhỏ gọn cầm tay này thì anh em chỉ bắn từ 30 trở xuống thôi là ok anh em. Lớn hơn bắn nổi, báo gọi cho anh em nắm ha. Từ 30, 28, 29 trở ngược xuống như bắn thoải mái. Đầu này 3/4. À, mình anh em xem kỹ nha. 3/4 rồi. 920 giá 400.000 đồng. 921, mẫu này đầu 1/2, vẫn tương tự thông số chi tiết, đầu 1/2, dễ dàng sử dụng hơn. Bắn bu lông từ 30 trở xuống giùm mình. Ok chưa? Nước sơn, nhôm ha. Sơn zin hay máy. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2.100 vòng trên phút, đầu 1/2. Con này là mình xin chia sẻ là chuyên bắn bu lông, đầu 1/2, có búa cấp trực đầy đủ ha, tạo chiều nhanh tại cò. Rồi, test chức năng anh em xem. Máy móc cực kỳ máy luôn anh em, đảo chiều cực nhanh luôn ha. Bắn ra bắn vô thoải mái, nhẹ nhàng êm ái. Anh em xài ở xưởng cũng được, sử dụng tại gia đình ok. Sửa chữa lặt vặt xe đạp nè, hay là xe Honda anh em tháo tại nhà, đơn giản gọn gàng, không gì vấn đề gì phải suy nghĩ. Siết bàn tay nhiều khi nó rất là cực, rất mệt. Đó, những chú bác lớn tuổi chỉ cần mua con máy này thôi. Giá con này chỉ có 500.000 đồng thôi, anh em bắn thoải mái luôn. Biết bao giờ mới hư nghe nè. 921 giá 500.000 đồng. 922, anh em nào thích mẫu dây điện nguồn từ nhà tới trường thì mình giới thiệu anh em mẫu này ha. Đây, bó dây nguồn dài khủng khiếp nha anh em, hơn 8m.
Con này thì vẫn là máy bắn bu lông chuyên dụng đầu 1/2. Điện áp của nó là 100V, 350W của hãng Shinko. 1/2 anh em, đảo chiều như bắn dít ha. Test nào anh em xem. Có búa cấp trực đầy đủ, đầu 1/2. Đây vẫn là máy bắn dít, bắn bu lông chuyên dụng nha anh em. Có điều tốc luôn, bấm chậm nhẹ nè. Bấm mạnh nhanh, đảo chiều nè. Ga vào hai bên, ga vào hai chiều, chiều búng vào, chiều tháo ga. Đều có điều tốc hết, anh em bấm nhẹ, chậm, bấm mạnh nhanh. Ok chưa? Dây nguồn dài từ nhà tới trường hơn 8m cho anh em sử dụng. Đó, nếu anh em về tiết kiệm cắt ra làm đôi 4m, 4m thì thành 2 cộng ha. 922 giá 550.000 đồng anh em. Đã có bu lông phải có bắn vít. Máy bắn vít chuyên dụng Hitachi QH12VA. Con này mã số là 917 anh em. Tháo lắp mũi nhanh gọn gàng, có búa cấp trực đầy đủ, máy bắn vít chuyên dụng, dây nguồn dài 5m. Tem mát hai bên đầy đủ, điện áp 100V, 320W, 3.4A, từ 0 đến 2.200 vòng phút. Ok nha anh em. Của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp trong Nhật Bản, anh em đừng so sánh với hàng Trung Quốc nữa. Mình chuyên bán hàng nội địa nước Nhật. Ok. Dây nguồn dài 5m, test chức năng anh em xem. Tháo lắp mũi. Nhẹ nhàng nhanh chóng, gắn vào. Tháo ra. Ok. Test chức năng về tốc cò, bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh, buông ra thắng từ liền. Đảo chiều hai bên, đảo chiều hai bên, điều tốc hai bên, có thắng từ hai bên đầy đủ. Máy bắn vít chuyên dụng Hitachi 917 giá 400.000 đồng, cực kỳ mạnh nha anh em. Dây nguồn dài 5m ha, anh em thổi máy sử dụng. 917 giá 400.000 đồng. 918 mẫu đẹp hơn, đời cao hơn, dây dài hơn. Anh em xem màn hình. Điện áp 100V, 340W, 3.6A từ 0 đến 3.000 vòng trên phút. Số anh em từ 0 đến 3.300 vòng trên một phút vòng tua của nó ha. Có thắng từ, có đảo chiều, có điều tốc. Anh bấm chậm nhẹ nè. Bấm mạnh nhanh, buông ra thắng ra liền. Có búa cấp trực đầy đủ. Máy bắn vít chuyên dụng anh em. Buông ra thắng liền anh em. Đảo chiều hai bên, điều tốc hai bên, có thắng từ đầy đủ hai bên. Tháo lắp mũi, nhẹ nhàng nhanh chóng, gọn gàng, nhẹ nhàng, dễ dàng sử dụng. Máy bắn vít chuyên dụng Hitachi đời cao, 918 giá 500.000 đồng. Bó điện nguồn rất là dài luôn anh em. Ha, còn rất là mới luôn nè, nước sơn zin còn luôn nghe nè. Giá 500.000 đồng. Máy cắt cung 932. Anh em để lưỡi cắt cung vào thành máy cắt cung. Để chà nhám cung thành máy chà nhám cung. Cơ cấu con máy này nó chỉ cung thôi. Công suất 180W nha anh em. Có điều tốc luôn. Nhắn lưỡi trong test cho anh em xem. Có hệ thống điều tốc phía sau nè, bắt chuột ha. Đây cũng là nè, máy đang hoạt động đó nghe anh em. Đây máy đang hoạt động, cơ cấu của nó là rung, hệ thống điều tốc phía sau. Sáu mức điều tốc nha anh em ha. Mã 932 giá 300.000 đồng. Tiếp tục máy phay hay còn gọi là máy soi của hãng Makita nha anh em. Con này là 12 ly 7 ha, công suất 1050W, dây zin của Makita luôn. Test chức năng anh em xem.
Có tháng tư nha anh em. Máy phay đời cao ha. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, anh em thông cảm ngoài trời đang mưa nó hơi ồn chút xíu nha anh em. 9954, giá 900.000 đồng, rẻ nhất trong các dòng máy phay lớn rồi nha anh em, mũi 12-7 nha. Con này con rẻ nhất từ đó giờ mình bán nha anh em. Chính hãng Makita sản xuất lắp ráp trong Nhật anh em, điện áp 100V nha. 930, bào gỗ đến từ thương hiệu Home Tour, 82 ly, 540W, 6A, 15.000 dòng trên phút, lưỡi 82 ly nha anh em. Cặp lưỡi zin theo máy vẫn còn, để sạch sẽ sáng bóng nè. Đây, tùy chỉnh năm sau ở đây ha, ra vô nhẹ nhàng máy. Test chức năng anh em xem. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không nhạc tiêu điện. 930, giá 450.000 đồng. 931, tiếp tục là mẫu của Makita, tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 480W, 5A, 16.000 dòng trên phút nha, lưỡi 82 ly của Makita sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản. Test chức năng anh em xem. Cặp lưỡi zin theo máy vẫn còn, đế nhôm sạch sẽ sáng bóng, tùy chỉnh năm sau nhẹ nhàng máy. Chín ba một 400.000 đồng. 907, mẫu này vừa bắn vít vừa khoan nha anh em ha, vừa bắn vít vừa khoan sắt khoan gỗ, không có khoan bê tông. Các chú anh em xem, điện áp 100V, 350W, 3.8A, từ 0 đến 2600 vòng trên phút. Hai chức năng bắn vít và chức năng khoan, khi anh em chuyển qua chức năng khoan cái đầu sẽ xoay đi tóc cò hai bên nha anh em, có đảo chiều đầy đủ ha. Đó, khi anh chuyển qua chức năng bắn vít thì có mặt tiếp xúc thì cái đầu nó mới xoay nha anh em. Đây bình thường đây cái đầu nó không xoay nè ha, khi có mặt tiếp xúc thì cái đầu nó mới xoay. Đây, dành cho anh em bắn vít, mã 907, giá 300.000 đồng. Quán Hitachi nha anh em, sản xuất lắp ráp điện tại Nhật nha, 300. 908, mẫu này cực kỳ đẹp, nguyên tem nguyên zin ha, chính hãng, đầu 10 ly của hãng Giwi, tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 3.1A, 300W, từ 0 đến 2700 vòng/phút, đầu 10 ly, có đảo chiều, có chiều tốc đầy đủ, hai chức năng khoan búa và khoan thường luôn nha anh em. Về tóc cò, về tóc cò hai bên này đủ rồi nè, vào ra nhà nhà máy nè. Ok chưa, hai chức năng khoan búa và khoan thường, chức năng khoan thường. Đây chức năng khoan thường, chức năng khoan búa. Ok chưa, đó hai chức. Mã 908, giá 350.000 đồng. 909, đầu 10 ly, con này đến từ thương hiệu Bosch BSB400-2, giá 100V, 400W, 4.2A. Ok chưa, tem mát đầy đủ, đầu 10 ly nha anh em. Lưu ý con này không có đảo chiều, báo rõ cho anh em lắm nha, không có đảo chiều ha. Hai chức năng khoan búa khoan thường, tem mát đầy đủ của Bosch Đức, nhập nhật 100%, dây nguồn dài khoảng 3 mét.
test chức năng em xem. Cái góc cò, anh bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Test chức năng khoan thường. Đây chức năng khoan thường, chức năng khoan búa nè anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan búa ha. Ok. 909 giá 350.000 đồng. 910. Con này khoảng 3 lớp, đầu siêu to khổng lồ, 13 ly. Khác nha anh em, mỗi máy có kiểu, cái kiểu khác nhau nha. Ok. Đảo chiều. Khoan búa khoan thường. Điện áp 100V. 350W, 4A, từ 0 đến 2600 vòng trên phút. Ok chưa nè. Đầu con này to ha. 13 ly, test chức năng anh em xem. Đảo chiều anh em bấm chậm nhẹ nè. Bấm mạnh thì nhanh. Đảo chiều hai bên, ra vô nhẹ nhàng cái máy. Ok chưa ha. Ra vô nhà máy hai đầu, test chức năng khoan thường và khoan đục. Chức năng khoan thường, đây chức năng khoan thường anh em. Chức năng khoan búa đó ha. Hai chức chuyển nút chức năng nằm đây. Ok. Mã số 910 giá 400.000 đồng. Cái đầu to nghe nè, đầu to dễ dàng sử dụng, chắc mũi lớn nè. 911. Con này đẹp hơn nghe nè. Điện áp 100V, 400W. Từ 0 đến 2800 vòng trên phút nghe nè. Ok chưa? Của hãng Ren. Cái này của hãng DCM Ren nha anh em. Sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản nha. Đầu 13 ly. Điều tốc nè. Bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Đảo chiều. Ok chưa? Đầu ốc nhẹ nhàng cái máy nha anh em. Ra vô nhẹ nhàng cái máy ha. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông, chắc chức năng khoan thường trước. Đây là chức năng khoan thường, chỉ chức năng khoan bê tông nè. Vừa khoan thường vừa khoan bê tông. Song song với đó thì anh em lưu ý ở đây nó có hệ thống điều tốc chỉnh luôn nè. Anh em có thể thì thoải mái điều chỉnh tốc độ cơ ha. Rồi, 911 giá 400.000 đồng. 912. Con máy từ thương hiệu Black and Decker. Đầu 13 ly, đầu to nha nè. Điện áp 100V, 550W, công suất rất là lớn ha, từ 0 đến 2800 vòng trên phút, đầu 13 ly. Đảo chiều, điện tốc, tới chức năng anh em xem. Thì tôi còn anh em bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Đảo chiều hai bên nha nè. Đầu óc ra vô nhà nhà em lái nè. Được chưa? Rồi. 912, test chức năng. Con này vẫn là hai chức năng khoan thường và khoan bê tông, test chức năng khoan thường trước. Chức năng khoan bê tông, chuyển qua đây anh em. Chín một hai giá 450.000 đồng. Chín một bốn. Con này cực kỳ mới luôn anh em. Hãng Hitachi ha. Sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật. Đầu 13 ly. Siêu to. Em thể sử dụng thoải mái sử dụng chức năng của mình, công việc của mình. Điều tốc. Đảo chiều. Khoan búa khoan thường đầy đủ. Đó ra vô nhẹ nhàng cái máy. Tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 530W, 5.6A, từ 0 đến 2900 vòng trên phút. Đầu
sử dụng đầu 13 ly, sử dụng tối đa mỗi khoan 16 ly như này. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Test chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông em nhấn vào đây nha. Hai chức năng đảo chiều đều tốc, đầu 13 ly ga vô nhẹ nhàng êm ái, mã 914 giá 500.000 đồng. 916. 916 thì mẫu này là đầu autolock xíu bằng tay nha anh em. Quản Makita, con này cũng rất là mới luôn, rất đẹp luôn. Thì đó còn anh bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nha. Đảo chiều hai bên nè. Tháo ra bằng tay nha anh em. Đó. Tem mát đầy đủ, Makita điện áp 100V, 350W, 3.7A, từ 0 đến 2.500 vòng trên phút. Đầu 10 ly, tên là M609. Ok nha anh em. Rất là ok nè. Nhẹ nhàng em máy chính hãng Makita. 916 giá 400.000 đồng. Đầu autolock xíu bằng tay nha anh em. Còn rất là mới cho anh em xem ngoại hình của nó. Các mẫu khoan bê tông nha anh em. Đầu tiên sẽ là những khoan chức năng cho anh em sử dụng, chức năng khoan bê tông của nó. 942, con này của Boss. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Điện áp 100V, 500W, 5.3A, mát in dẹp mát này như này. Boss Đức nhập Nhật 100%. Chữ mũi cực kỳ chắc chắn. Test chức năng khoan thường anh em xem. Chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông của nó. Lực búa cực kỳ mạnh mẽ luôn nha. Tháo lắp mũi nhẹ nhàng nhanh chóng. Khoan bê tông 942 giá 500.000 đồng. 943 Boss 2-20S, điện áp 100V, 500W, 5.3A, dây nguồn dài khoảng 5m. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Test chức năng khoan thường em xem trước nha anh em. Mắt in dẹp mà đi, trước nhập nhật ha. Mũi cực kỳ chắc chắn luôn. Chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông. Đảm bảo chức năng cho em sử dụng ha. 943 giá 550.000 đồng. 945, con này nhỏ gọn mà rất là mới rồi anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông của hãng Hitachi. Em có thể xem. Còn rất là mới. Có đảo chiều luôn anh em. Chức năng khoan thường, chức năng khoan búa, chỉ chức năng ở đây. Điện áp 100V, 420W, 4.4A, từ 0 đến 1.500 vòng trên phút. Chức năng giữ mũi cực kỳ chắc chắn. Tới chức năng khoan thường anh em xem. Con có đảo chiều nè, khoan vô nè. Khoan ra. Chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông. Lực búa cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Tháo lắp mũi nhìn nhanh chóng. 945 giá 600.000 đồng. Rất là mới, rất là đẹp, có đảo chiều đầy đủ ha. 947. Con này là hàng cực kỳ mới, còn nguyên bản nha anh em. Tem mát đầy đủ nè. Điện áp 100V, 500W, 5.3A, mát tinh kiệt mà đi. Có ta trồng ghim thêm máy luôn. Nhân cái mũi cực kỳ chắc chắn. Dây nguồn dài 5m. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Test chức năng khoan thường anh em xem. Tem mát đầy đủ anh em. Rất là ok luôn ha. Chức năng khoan bê tông. Búa của nó rất là dữ nha anh em. 947 giá 700.000 đồng. 949, con này của Makita có hệ thống đảo chiều đầy đủ ha. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Điện áp 100V, 8.2A, 780W. Rất mạnh. Giữ mũi cực kỳ chắc chắn. Test chức năng anh em xem.
con này có đèn led luôn anh em, có đèn led, có đảo chiều luôn. Đây con vô con ra đi gấp cò, cái chức năng khoan thường anh em xem. Đây chức năng khoan thường, chức năng khoan bê tông. Lực búa cực kỳ mạnh luôn anh em. Chính hãng Makita 949 giá 750.000 đồng anh em. Đảo chiều, điều tốc, đèn led đời cao, đầy đủ tất cả mọi thứ trình cho anh em. 949 giá chỉ 750.000 đồng thôi. 950. Nhỏ gọn nhẹ cơ động, đời cao có đèn led. Hai chức năng khoan thường và khoan búa. Điện áp 100V, 4.6A, 450W nha anh em. Của Makita ha, đây đời cao nè, có đèn led nè. Chức năng giữ mũi rất là ok luôn. Đảo chiều luôn anh em. Điều tốc, đảo chiều đầy đủ. Ok. Test chức năng khoan thường anh em xem. Đèn led ha. Chức năng khoan búa. $950 giá 700.000 đồng. $951 tay cầm ghim theo máy, chữ mũi cực kỳ chắc chắn. Điện áp 100V, 7.6A, 720W, từ 0 tới 1.200 vòng trên phút nè, tem mát đầy đủ. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông, đảo chiều luôn. Khoan ra, khoan vô. Để cho anh em xem. Đây là chức năng khoan thường anh em, chỉ có chức năng khoan búa. Lực búa cực kỳ mạnh mẽ ha. Đời cực kỳ cao luôn. Anh em mua mẫu này anh em có thể thay mua phụ tùng của Makita, bất kỳ một món nào trên máy này đều có chính hãng hết. Tại vì đây là bản phổ thông, vừa sản xuất sử dụng song song trong hàng nội Nhật, vừa sản xuất thương mại, nên anh em thấy cái mẫu này rất là dễ dàng bắt gặp trên thị trường ha. Con này trên thị trường giá khoảng từ 3 triệu mấy tới 4 triệu một cây anh em. Mã 951 giá 900.000 đồng anh em. Đây có 900 không? Ra hàng nội Nhật anh em. Giá 100V nha. 951 giá 900. 952. 952 mẫu này máy khoan Makita AVT ha. Con này thì là ba chức năng. Khoan thường, khoan búa và đục bê tông, ba chức nha anh em. Dây nguồn dài 5m, dây zin của hãng Makita luôn ha. Đảo chiều, đèn led đời cao. Đây. Đèn led đây nghe đây. Tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 8.4A, 800W, từ 0 đến 4.600 vòng trên phút. Con này có lẽ là con máy tốt nhất trong video của ngày hôm nay ha. Con máy xịn nhất. Ba chức năng, chính hãng Makita AVT, đời cao, đèn led. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test chức năng. Đầu tiên sẽ là cái giữ mũi, cực kỳ chắc chắn. Tiếp theo chúng ta sẽ test chức năng đầu tiên, đó là chức năng khoan thường. Đây chức năng khoan thường anh em. Song song với đó thì nó có hệ thống đảo chiều luôn. Đây ha, mở ra nè, khoan vào. Điều đốc cò bấm chậm thì nhẹ, bấm mạnh thì nhanh. Tiếp theo chức năng khoan bê tông, coi lực búa cực kỳ mạnh luôn anh em. Rất là ok. Chức năng thứ ba là chức năng đục bê tông. Chức năng đục bê tông này thì cái mũi không có xay anh em, nó chỉ có đục thẳng trực tiếp vào tường thôi, chèm cho anh em đi thi công công trình rất là ngon lành. Lực búa cực kỳ mạnh luôn,
lực bố cực kỳ mạnh luôn, 800W công suất cực khủng nè. Mã 952 chỉ một máy nhất, giá 1.300.000, giá 1.300.000 nghe nè. Rồi anh em nào đang có nhu cầu sử dụng máy 3 chức năng thì hãy xem xét con này nha. AVT chính hãng Makita, đời cao, đèn LED và xem xét đó thì nó có phiên bản thương mại nên bất kỳ một vị trí nào, cơ quan nào, bộ phận nào trên máy đều có hàng chính hãng cho anh em thay hết. Ví dụ anh em thích mua mũi Makita thì gắn cũng được ha. Khi anh em sử dụng thời gian lâu, anh em có thể thích mua tay cầm, em gắn tay cầm vẫn ok. Đây là hàng chính hãng nên anh em nó phổ thông, rất là dễ dàng sử dụng. Mẫu 3 chức năng này thì trên thị trường giá khoảng 3-4 triệu anh em ha. Mã này mình chia sẻ với anh em, 952 giá 1.300.000 thôi. Mẫu 955 này của mặt hàng Makita, chuyên dụng đục, khi anh em bỏ một đục, bỏ một khoan là khoan ha. Đây. Chính hãng Makita, điện áp 100V, 8A, 760W, 500 vòng trên phút. Đó, ok chưa? Dây nguồn dài 5m nha anh em, của Makita sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản. Bỏ một đục vô đục nè. Bỏ mũi khoan thì khoan. Đây. Hai chức năng anh em, vừa đục vừa khoan bê tông, anh em thích chức năng nào em sử dụng chức năng đó. Okay. Anh em mua máy mình sẽ tặng một cặp mũi đục cho anh em để anh em sử dụng luôn. Mũi zin theo máy 955 giá 800.000 đồng. Chín năm sáu chuyên dụng đục của hãng Boss, điện áp 100V, 1050W, 11.7A của Boss Đức nhập Nhật anh em, chuyên dụng đục. Giữ mũi cực kỳ chắc chắn, dây nguồn dài khoảng 5-6m luôn nè. Lực búa cực mạnh. Cực kỳ mạnh mẽ nè, chuyên dụng đục ha. Đây là cái dòng đời cao nhất của thằng Boss hiện tại bây giờ. Trên thị trường đang bán con này với giá khoảng 4.500.000, 5.000.000 một con nha anh em. Đây là máy cũ, hàng nội địa Nhật, mình thanh lý anh em giá 900.000 đồng một con. Tặng mũi luôn nha anh em. Dây nguồn zin của nó dài khoảng 5-6m nha anh em. Đây, một bó dây nguồn rất là dài luôn. 956 giá 900.000 đồng. Cảm ơn quý khách đã xem video, hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.